Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện có 240 sản phẩm OCOP. Những năm gần đây, thị trường quà Tết chứng kiến sự lên ngôi của các loại nông sản sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP làm quà biếu tặng. Các sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu tập thể và tạo được dấu ấn riêng trên thị trường. Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu làm quà biếu tặng của người dân tăng cao, nên thời điểm này, Hợp tác xã Trà Sơn Dung ở thành phố Thái Nguyên đang tập trung nhân lực để sản xuất, đóng gói nhiều mẫu mã sản phẩm chè. Không chỉ chú trọng nâng cao về chất lượng, Hợp tác xã còn quan tâm đến bao bì sản phẩm để thu hút được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp Tết. Đặc biệt, để giỏ quà Tết được đa dạng, Hợp tác xã đã linh hoạt trong việc phối hợp, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị khác. Đến nay, đơn vị đã đáp ứng được khoảng 80% các đơn hàng đã đặt. Tết năm 2024 thì Hợp tác xã Trà Sơn Dung của chúng tôi thì cũng có liên kết với lại các đơn vị hợp tác xã có những cái hàng nông sản của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là những cái sản phẩm OCOP đã tạo ra những cái giỏ quà để phù hợp với lại người tiêu dùng. Thì chúng tôi cũng tiếp tục sử dụng những cái mẫu mã sản phẩm là mây che đan cói, là những cái sản phẩm là thân thiện với môi trường. Những ngày này, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương ở xã Ôn Lương đang tất bật chuẩn bị hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Cùng với sản phẩm chính là chè, các loại nông sản mang tính vùng miền như mì gạo Ôn Lương và một số nông sản đặc trưng của địa phương khác cũng được Hợp tác xã nhập về với số lượng lớn để phục vụ khách hàng làm quà tặng. Tết thì chúng tôi cũng phải tăng cái số lượng nhân công lên để thuê thời vụ thì là tầm khoảng 5 đến 10 người. Ngoài chè ra thì hợp tác xã hiện tại đã, đang và tiếp tục sẽ liên kết với các sản phẩm, ví dụ như đặc sản nông sản của các vùng miền như miến của Bắc Cạn, liên kết với hạt điều của Bình Phước, mắc ca của khu vực Sơn La, Điện Biên. Nếu như trước đây, trong các giỏ quà Tết gần như thiếu bóng các sản phẩm nông sản địa phương, thì gần đây không ít loại nông sản đã thay thế nhiều loại bánh kẹo truyền thống lẫn nhập khẩu. Những món quà Tết từ các sản phẩm OCOP không chỉ là cách gửi trao cho nhau món quà đảm bảo an toàn, chất lượng, mà còn có khả năng cạnh tranh với giỏ quà Tết của các nhãn hàng truyền thống có thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.